bạn sẽ sợ xanh mặt khi nhìn thấy loài chim này. Không phải loài chim này nhát gan hay bị đe dọa, mà chỉ bởi cấu trúc gương mặt chúng rất đáng sợ. Những cảnh quay ghi lại những hoạt động của loài vật được chia sẻ trên mạng thường vì nhiều lý do, bởi rất ít người cho rằng chúng dễ thương hay đáng yêu. Bên cạnh đó, số đông lại cho rằng chúng là loài chim vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Nhiều bài viết còn cho rằng chim poto lại là một loài chim rất đặc biệt, khi bức ảnh nào cũng cho thấy chúng vô cùng kinh hãi. Chim poto chủ yếu sống ở nửa phía bắc của Nam Phi, chúng có mỏ to và đôi mắt lớn, hỗ trợ cho việc săn mồi vào ban đêm. Ban ngày, chúng thích đậu bất động trên những cành cây hay gốc cây, bộ lông màu ghi nâu giúp chúng ngụy trang bản thân khá tốt. Những cảm xúc thường trực trên gương mặt trông như thể chúng vừa nhìn thấy một điều gì đó rất đáng sợ, hoặc phải đang vô cùng tuyệt vọng. Nhiều người cho rằng loài chim này sẽ là cặp bài trùng hoàn hảo với cú mèo. Đôi mắt của chúng có tròng vàng và con ngươi đen nổi bật. Bên cạnh đôi mắt trố lồi thì loài chim này còn nổi tiếng với tài ngụy trang khéo léo. Trong thế giới sinh học đa dạng và phong phú thì sự xuất hiện của mỗi một loài sinh vật mới luôn là động lực thôi thúc trí tò mò của nhân loại.